Trong quý 1/2024 này, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai đã tăng tốc sản xuất với nhiều đơn hàng. Đa số người lao động đều bắt nhịp nhanh với công việc và thi đua sản xuất với tinh thần phấn khởi. Công ty trách nhiệm hữu hạn giấy Juwen Fronjo Đồng Nai là một trong những doanh nghiệp sản xuất ổn định nhiều năm nay trên địa bàn xã Bình Sơn, huyện Long Thành. Công ty chuyên sản xuất mặt hàng bao bì, thùng các tông cho các nhãn hàng trong nước. Sau 20 năm hoạt động, tình hình sản xuất của doanh nghiệp được đánh giá là khá ổn định. Với đơn hàng đầy đủ, người lao động luôn được tăng ca để tăng thêm thu nhập. Sau Tết Nguyên đán, công ty đi làm lại đông đủ với tinh thần phấn khởi và thi đua sản xuất ngay từ đầu năm. Công ty mình thì cũng rất nhiều khách hàng và hàng thì rất là đạt chất lượng. Nên là từ năm 2003 đến giờ công ty lúc nào nghĩa là cũng hàng rất là nhiều, làm mình làm không hết công việc mà không xuể. Tình hình đơn hàng cũng khởi sắc hơn và khách hàng cũng dồi dào và kinh doanh cũng mở thêm tổ rồi phát triển thêm mở rộng ra và công nhân thì làm việc sau Tết này có tuyển thêm tăng số lượng công nhân lên. Liên đoàn Lao động huyện Long Thành cho biết so với các địa phương khác trong tỉnh, tình hình sản xuất của các doanh nghiệp tại đây khá ổn định và ít có sự biến động lao động. Do đó, ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện đã có chương trình phát động phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo trong toàn thể đoàn viên, người lao động, nhất là khối doanh nghiệp. Ngay từ đầu năm, thì Liên đoàn Lao động huyện cũng có một cái chương trình phát động phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo trong các cái công đoàn cơ sở và đặc biệt là trong các cái công đoàn thuộc khối doanh nghiệp. Bởi vì mặc dù năm 2023 có nhiều khó khăn, nhưng đối với Long Thành thì tình hình sản xuất của các doanh nghiệp thì tương đối ổn định. Do đó thì công đoàn huyện cũng mong muốn rằng là trên cái phát động phong trào này thì các công đoàn cơ sở sẽ cùng nhau thi đua lao động sản xuất để có những cái sáng kiến, những cái cải tiến kỹ thuật mang lại cái hiệu quả cao cho doanh nghiệp. Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, năm 2023 là một năm khó khăn với các doanh nghiệp, nhất là lĩnh vực gỗ, giày da, may mặc, phải cắt giảm lao động, giảm giờ làm. Tuy vậy, với phương châm người lao động là tài sản quý, trong dịp Tết vừa qua, các doanh nghiệp nỗ lực duy trì mức thưởng Tết bằng năm trước. Sự nỗ lực này đã được người lao động ghi nhận và sẵn sàng đồng hành sẻ chia cùng doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp có đơn hàng trở lại đã bắt đầu tuyển lao động với số lượng lớn. Chính vì vậy, các doanh nghiệp đều tăng tốc sản xuất với không khí phấn khởi, sôi nổi ngay từ đầu năm.